Sáng ngày 30 tháng 6, gần 400.000 thí sinh trên khắp cả nước bắt đầu làm thủ tục để dự thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Năm nay, cả nước có 120 hội đồng thi, gồm 70 hội đồng thi đại học và 5 hội đồng thi tốt nghiệp. Địa phương có số lượng đăng ký dự thi nhiều nhất là Hà Nội với 76.137 thí sinh, ít nhất là tỉnh Lai Châu có 3.405 thí sinh đăng ký. Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia sẽ trải qua 8 môn thi: toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học và ngoại ngữ. Trong đó các môn toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý thi theo hình thức tự luận. Các môn vật lý, hóa học, sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Các môn ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Đề thi môn ngữ văn có hai phần: đọc hiểu và làm văn. Hiện giờ con nó tự nó chọn gì nó chọn, với chú không biết nữa, bị cái đầu óc của nó. Còn đề chúc mừng các sinh khác của